Xin chào tất cả các em. Chào mừng các em đã đến với kênh học tập trực tuyến của ngành giáo dục và đào tạo quận Cẩm Lệ. Cô xin tự giới thiệu, cô tên là Phan Trung Hiếu, giáo viên trường trung học cơ sở Nguyễn Công Trứ. Hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em ở phân môn bộ môn ngữ văn, phân môn tập làm văn của lớp 9. Bài học của chúng ta hôm nay là bài số 20, nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lý, tiết 110. Các em chuẩn bị sách, vở, bút để chúng ta tiến vào bài học. Ở bài học ngày hôm nay, phần mục tiêu bài học, các em nắm được cho cô 3 phần. Thứ nhất là về mặt kiến thức, nắm được kiểu bài nghị luận xã hội, nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lý. Thứ hai, các em rèn luyện được kỹ năng nhận diện và viết một văn bản nghị luận xã hội về tư tưởng đạo lý. Thứ ba là giáo dục được thái độ. Các em có thái độ khách quan khi viết về một cái vấn đề xã hội. Về cấu trúc của bài học, có hai phần. Phần thứ nhất là tìm hiểu bài nghị luận về vấn đề tư tưởng đạo lý. Phần thứ hai chính là phần luyện tập. Ở bài này, các em lưu ý, nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lý có thể đề cập đến các vấn đề của đời sống xã hội như đạo đức, tư tưởng, văn hóa, nhân sinh quan, thế giới quan, vân vân. Vì vậy, học sinh các em cần phân biệt được các kiểu nghị luận để các em làm bài cho đúng hướng. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần thứ nhất của bài. Một là mã, tìm hiểu bài nghị luận về vấn đề tư tưởng đạo lý. Trong sách giáo khoa trang 34 và 35, người ta đưa cho chúng ta văn bản mang tên Tri thức là sức mạnh. Sau khi các em đọc xong thật là kỹ, thật là rõ cái văn bản này, các em cùng nhau trả lời các câu hỏi sau văn bản này. Câu hỏi thứ nhất, văn bản trên bàn về vấn đề gì? Thế thì văn bản trên bàn về vấn đề gì thì các em nhìn? Bàn về giá trị của tri thức khoa học và người trí thức. Đấy, cô đảm bảo là các em sẽ trả lời được, nhưng mà nó đủ hay không thôi. Đúng như nào? Chúng ta sang câu B. Văn bản trên có thể chia làm mấy phần, chỉ ra nội dung của mỗi phần và mối quan hệ của chúng với nhau. Văn bản trên thì chúng ta thấy nó khá là rõ khi nhận diện 3 phần. Đoạn 1 chính là phần mở bài, đoạn này nêu vấn đề. Hai đoạn tiếp theo chính là phần thân bài. Ở hai đoạn này người ta đưa ra hai ví dụ, chứng minh tri thức là sức mạnh. Một đoạn thì nêu tri thức cứu một cỗ máy khỏi số phận một đống phế liệu. Một đoạn là nêu tri thức là sức mạnh của cách mạng và Bác Hồ đã thu hút những nhà tri thức lớn đi theo người. Và phần 3 chính là phần còn lại, đoạn còn lại là phê phán một số người không biết quý trọng tri thức, sử dụng tri thức không đúng chỗ. Và mỗi cái mối quan hệ giữa ba đoạn này, các em thấy nó có mối quan hệ mật thiết với nhau. Nếu như đoạn 1 là nó nêu vấn đề, thì đoạn 2 nó chứng minh bằng cách đưa ra dẫn chứng. Và đoạn 3 nó chốt lại những cái vấn đề đã nêu ở phần thân bài. Chúng ta đi sang câu C. Đánh dấu các câu mang luận điểm chính ở trong bài. Các luận điểm ấy đã diễn đạt được rõ ràng, dứt khoát ý kiến của người viết chưa? Như vậy đã có hai câu hỏi. Thì chúng ta sẽ xem cái phần gợi ý của cô. Để các em nhìn, từng đoạn một thì các em sẽ phát hiện ra câu mang luận điểm. Các câu có luận điểm là hai câu trong phần mở bài. Cô đọc hai câu đó lên và chúng ta xem để chúng ta tìm có đúng như cô không nghe. Câu thứ nhất, tri thức là sức mạnh. Câu thứ hai, ai có tri thức thì người ấy có được sức mạnh. Hai câu nó nằm trong phần mở bài. Ở đoạn số 2 thì cái câu mang luận điểm nó nằm ngay ở cái câu mở đầu. Tri thức đúng là sức mạnh. Và nó nằm ở câu gần cuối của câu kết của đoạn 2. Người có tri thức thâm hậu có thể tìm, có thể làm được những việc mà nhiều người khác không làm nổi. Câu ở đoạn 3 thì chúng ta thấy câu mang luận điểm là nó nằm ngay ở cái câu mở đầu.
Tri thức cũng là sức mạnh của cách mạng. Ở đoạn 4 thì câu mang luận điểm thì nó lại nằm ở câu mở đoạn và câu kết, nhìn rất là dễ dàng. Tri thức có sức mạnh to lớn như thế, nhưng đáng tiếc là còn không ít người chưa biết quý trọng tri thức. Và câu kết của đoạn 4: muốn biến nước ta thành một quốc gia giàu mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh, sánh vai cùng các cường quốc, xin lỗi, sánh vai cùng các nước trong khu vực và trên thế giới, cần phải có biết bao nhiêu nhà trí thức tài năng trên mọi lĩnh vực. Tất cả các câu luận mang luận điểm trên rõ ràng là nó đều xoay quanh cái vấn đề ca ngợi tri thức chính là sức mạnh. Nó nêu rõ ràng dứt khoát ý kiến của người viết về vấn đề tri thức là sức mạnh. Được nào, chúng ta đi sang câu D. Sang ở câu D thì người ta yêu cầu chúng ta là cái văn bản đã sử dụng phép lập luận nào là chính và cách lập luận đó có thuyết phục được hay không. Như vậy chúng ta thấy rằng là cái phép lập luận ở đây chính là phép lập luận chứng minh, chứ không bàn cãi, người ta sử dụng dẫn chứng rất là nhiều. Dùng dẫn chứng thực tế để nêu vấn đề tư tưởng, phê phán tư tưởng không biết trọng tri thức, dùng sai mục đích. Đấy. Và chúng ta thấy rõ ràng rằng là cách lập luận đó vô cùng thuyết phục. Nó giúp cho người đọc nhận thức được vai trò của tri thức và người tri thức đối với sự tiến bộ của xã hội. Đúng như này, như vậy nó giúp người ta nhìn nhận được vấn đề. Đó chính là cái nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lý. Sang câu A, bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lý khác với bài nghị luận về một sự việc hiện tượng đời sống như thế nào? Khác chứ, chắc chắn là phải khác. Nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lý và sự việc hiện tượng trong đời sống nó khác nhau. Thứ nhất, nghị luận về một sự việc hiện tượng đời sống thì từ sự việc hiện tượng đời sống mà nêu ra những vấn đề tư tưởng. Trong khi đó, nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lý sau khi giải thích, chứng minh, phân tích thì vận dụng sự thật đời sống. Cái sự thật đời sống thì cô hay nói với ta là dẫn chứng đó, để sáng tỏ các tư tưởng đạo lý quan trọng đối với đời sống con người, có thể là khẳng định hay phủ định vấn đề. Chốt. Nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lý là bàn về một vấn đề thuộc lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, lối sống của con người. Khi làm cái bài này, về mặt nội dung, các em phải làm sáng tỏ cái vấn đề tư tưởng đạo lý bằng cách chúng ta giải thích, chứng minh, đối chiếu, phân tích, chỉ ra chỗ đúng hay chỗ sai của một tư tưởng nào đó nhằm khẳng định hay phủ định tư tưởng của người viết. Lưu ý, các em càng có kiến thức nhiều về xã hội, đọc sách báo nhiều, thì các em sẽ có cơ hội các em sử dụng được những cái dẫn chứng để chứng minh, nó sẽ tăng sức thuyết phục hơn. Và có nhiều dẫn chứng thì các em có thể so sánh, các em có thể đối chiếu, thậm chí các em có thể phân tích ra để thấy được cái đúng cái sai. Đấy, các em đọc nhiều vô nhé. Về mặt hình thức, bố cục cũng đầy đủ 3 phần: mở bài, thân bài, kết bài. Và bài văn nghị luận, đừng quên phải có luận điểm nghe, có luận điểm đúng đắn sáng tỏ, lời văn chính xác, sinh động. Đấy, được chưa nào? Phần này các em sẽ đọc đi đọc lại nhiều lần cái phần ghi nhớ sách giáo khoa trang số 36. Xong phần lý thuyết, cô trò mình tiến sang phần tiếp theo, đó chính là phần luyện tập. Phần luyện tập thì trong sách giáo khoa, phần luyện tập người ta cho chúng ta một cái văn bản và mang cái nhan đề, đó chính là thời gian là vàng. Thời gian là vàng, sau khi mình đọc kỹ xong cái văn bản này rồi, thậm chí là nó khá ngắn, các em có thể là đọc 2-3 lần cũng được. Đấy, đọc 2-3 lần. Bây giờ chúng ta trả lời câu hỏi trong sách giáo khoa này: văn bản trên thuộc loại nghị luận nào? Này thì chúng ta sẽ trả lời được: nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lý. Đúng như nào? Đấy. Câu B, văn bản nghị luận về vấn đề gì, chỉ ra luận điểm? Nó giống như cái bài tri thức là sức mạnh mà chúng ta vừa làm lúc nãy. Thế thì nghị luận về vấn đề gì? Cô có gợi ý cho chúng ta như sau: nghị luận về giá trị của thời gian. Thời gian nó giá trị lắm các em ạ.
vô cùng giá trị. Trong thời kỳ mà Covid như thế này mà các em học bài, các em theo dõi các bài học trực tuyến như thế vậy là các em quý trọng thời gian rồi. Chứ em không làm gì mà các em không học, hay là các em làm một cái gì đó nó không có ích, nó thừa thãi thì nên là nó phí lắm. Vậy thì cái câu mang luận điểm ở trong cái văn bản thời gian là vàng thì các em thấy nó khá là, nó khá thấy rất là khá rõ. À, thời gian là sự sống, thời gian là tiền bạc, thời gian là thắng lợi, hay thời gian là tri thức. Sau mỗi cái luận điểm này đều có dẫn chứng để chứng minh, để thuyết phục. Và những cái dẫn chứng này là không ai có thể chối cãi được. Nói luận điểm mà có dẫn chứng, cô nói thiệt với cả lớp mình, vô cùng thuyết phục. Cái dẫn chứng nha: thời gian là sự sống. Dẫn chứng: bạn vào bệnh viện mà xem, người bệnh nặng nếu kịp thời chạy chữa thì sống, để chậm là chết. Đúng chưa nào? Như vậy chúng ta thấy rõ ràng là nó rất là thuyết phục. Đấy, các cái luận điểm sau nó sẽ giúp cho chúng ta thấy rõ hơn. Tiếp theo là câu C. À, phép lập luận chủ yếu trong bài này là gì? Cách lập luận bài nó có thuyết phục như thế nào? Rõ ràng ở đây là phân tích và chứng minh là phép lập luận chủ yếu. Rồi được triển khai theo lối là phân tích những biểu hiện chứng tỏ thời gian là vàng, rồi đưa dẫn chứng để chứng minh. Như vậy cái bài của chúng ta nó cũng khá nhẹ nhàng. Nhưng mà cô thông qua cái bài này, cô muốn nhắn nhủ chúng ta như thế này. Theo cô là thời gian á, là vàng, đúng. Nhưng mà theo cô còn phải, thời gian là vô giá cả lắm. Bởi vì vàng á, nhiều lúc cô nghĩ là vàng mình có thể là mình mua được, nhưng thời gian chúng ta không mua được. Cho nên cô nghĩ là thời gian là vô giá, là còn quý hơn nữa kia. Được chưa nào? Ở phần củng cố bài học ngày hôm nay thì các em sẽ tìm hiểu thế nào là nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lý. Yêu cầu của bài văn nghị luận này là có yêu cầu như thế nào về mặt nội dung, yêu cầu như thế nào về mặt hình thức. À, trả lời được những câu hỏi này coi như chúng ta đã nắm được 80% của bài học rồi. Và chúng ta làm tốt cái phần thực hành nữa là tốt. Bài học của chúng ta hôm nay là kết thúc. Các em về nhà xem bài, nắm thuộc ghi nhớ, hoàn thiện phần bài tập những chỗ nào chúng ta chưa hoàn chỉnh, soạn bài tiếp theo phân phối chương trình. Mọi ý kiến thắc mắc, các em có thể liên hệ qua địa chỉ mail phantrunghiếu@nct.a@gmail.com. Cô sẽ giải đáp thắc mắc của các em. Chúc các em học tốt. Hẹn gặp lại trong chương trình học trực tuyến tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt.